hai cuộc chiến người cũ người mới hot nhất showbiz hiện nay. Baby bị bạn gái Huỳnh Hiểu Minh dằn mặt bằng nhẫn kim cương trong ngày sinh nhật. Uông Tiểu Phi vừa tuyên bố cưới vợ mới liền bị Từ Hy Viên tạt nước lạnh. Thời gian này, làng giải trí Hoa ngữ đang đổ dồn về hai chuyện tình người cũ người mới rối rắm nhất hiện nay. Một là Angela Baby với Diệp Kha, bạn gái tin đồn mới của Huỳnh Hiểu Minh. Và cặp thứ hai là Từ Hy Viên với Lưu Mai Lân, cô gái mà Uông Tiểu Phi tuyên bố sẽ cưới trong năm nay. Nhờ thế mà cư dân mạng xứ Trung lại được fan ăn dưa mệt nghỉ đó. Từ Hy Viên, Lưu Mai Lân. Mối quan hệ rối rắm của Từ Hy Viên và Uông Tiểu Phi đã kéo dài gần 2 năm rồi mà vẫn chưa ngã ngũ. Lý do cũng đơn giản thôi, vì Từ Hy Viên dù đã có chồng mới nhưng vẫn để ý đến người cũ, liên tục tranh giành tài sản cũng như đâm đơn đưa anh lên tòa. Uông Tiểu Phi cũng chẳng vừa khi lần lượt thay bạn gái, cũng chẳng ngần ngại mà kể tính xấu của bà xã. Thời gian gần đây, quan hệ giữa họ lại căng thẳng hơn khi Uông Tiểu Phi tuyên bố sẽ kết hôn với bạn gái mới Lưu Mai Lân trong năm 2024 này. Dĩ nhiên khi thông tin vừa được đăng tải, hàng loạt tin tức xấu liên quan đến nàng hot girl quyến rũ này cũng được hé lộ. Những tưởng chàng thiếu gia Uông Tiểu Phi sẽ phải suy nghĩ lại, ai dè anh lại tuyên bố không để tâm đến quá khứ của bạn gái, chỉ cần cô tốt với mình và các con là đủ. Để chứng minh, Uông Tiểu Phi còn để Lưu Mai Lân chăm sóc con gái Uông Hy Nguyệt. Dĩ nhiên, phía Từ Hy Viên cũng chẳng thể ngồi yên trước việc này rồi. Đầu tiên là bạn thân Từ Hy Viên ra mặt tuyên bố Uông Tiểu Phi và Lưu Mai Lân không thể về chung nhà được. Tiếp theo đó, Từ Hy Viên lại gửi cho cả hai lời chúc đầy ẩn ý, hy vọng lần này họ có thể bên nhau bạc đầu răng long, sớm sinh quý tử. Ai cũng biết Uông Tiểu Phi bản tính lăng nhăng nên mới bị vợ ly hôn, còn Lưu Mai Lân cũng từng đổ vỡ hôn nhân vì đi chim chuột. Rõ ràng, lời chúc của Từ Hy Viên như đang mỉa mai nồi nào úp vung nấy, nên ở bên nhau để khỏi gây họa cho người khác. Xem ra, dù Uông Tiểu Phi và Từ Hy Viên cưới người mới thì chấp niệm họ dành cho nhau sẽ không bao giờ giảm bớt đâu, khéo dân tình còn được ăn dưa dài dài. Angela Baby, Diệp Kha. Không đốt chat bắt bẻ nhau từng câu như Từ Hy Viên, nhưng Angela Baby và Diệp Kha cũng đang ngầm đấu đá trên mạng xã hội. Và người ta chỉ phát hiện ra điều đó từ ngày sinh nhật 28 tháng 2 của mỹ nhân mộ sắc tâm ước. Từ cô gái có bạn bè trải rộng khắp showbiz, Angela Baby rơi vào cảnh không người hỏi thăm hậu lùm xùm xem show của Lisa. Không chỉ chồng cũ Huỳnh Hiểu Minh mà những cô bạn thân showbiz như Dương Mịch hay Nghiên Y cũng giữ im lặng, chẳng hề có động thái gì dính dáng đến nữ diễn viên cả. Đối lập với tình trạng ảm đạm của Angela Baby trong ngày sinh nhật, bạn gái tin đồn của Huỳnh Hiểu Minh là Diệp Kha lại hớn hở đăng clip khoe cuộc sống hạnh phúc. Thậm chí, cô gái này còn cố tình đeo nhẫn kim cương trên ngón áp út, làm dấy lên tin đồn sắp về chung nhà với Huỳnh Hiểu Minh nữa cơ. Không ít người còn đồn đoán Diệp Kha đang cố ý dằn mặt Angela Baby. Rồi chẳng biết vô tình hay cố ý mà ngay trong đêm, Angela Baby khoe ảnh chụp chung với người thân. Nơi chụp là tổ ấm mà cô và Huỳnh Hiểu Minh từng ở thuở còn ngọt ngào, bên cạnh còn có con trai bọt biển nhỏ. Nhiều người tinh ý còn phát hiện ra, mới cách đây không lâu, tài tử Thần Điêu Đại Hiệp cũng khoe ảnh thân thiết với quý tử. Vì chuyện này mà không ít người suy đoán, Angela Baby đang cố tình đáp trả Diệp Kha, như ngầm tuyên bố dù sao cô từng có danh phận chính thức, còn nàng hot girl kia vẫn chỉ là bạn gái tin đồn. Từ hành động của hai người đẹp này, có thể thấy họ chẳng hề ưa nhau một chút nào.